Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Bồ Đại Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Bồ Đại Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô An to sam ma sam bo dai sam. Rồi mời ngồi xuống. Vừa rồi mình nghỉ một thời gian hơi lâu, bởi vì thầy đi Hội An về, ra ngoài đó trời nóng quá rồi làm việc cũng hơi nhiều nên là bị bệnh. Mới tuần này mới là hết bệnh. Mình đã nghe khá nhiều, tức là thầy đã giảng từ cái khóa 1 cho đến khóa 10. Thì nếu mà các Phật tử đi vào trong cái trang web á, vào trong pháp thoại á mà để nghe, thì là đã nghe thầy giảng khá nhiều. Những cái khóa đầu á thì vì không thâu được, nhưng mà có một cái khóa, có một, có hai gì đó thì có thâu lại, và khóa đó có thể nói là đầy đủ cái thông tin nhất. Thì khóa đó được ghi lại thành một cái cuốn sách gọi là, cái tên là Khai Thị. Thế nhưng mà cái cuốn sách này thì chưa được thầy sửa lại, nói chung là mới ghi lại vậy thôi. Mà cái văn mà mình nói với lại cái văn mà viết á, nếu mà mình đem ghi ra một cuốn sách mà chưa có sửa lại thành cái văn viết á thì nó là tức cười lắm. Nhiều khi mình nói nghe đây thì vẫn thông suốt, mình nghe trên pháp thoại thì vẫn thông suốt, nhưng mà khi viết ra thì nó rất là tức cười. Vì vậy cho nên là thầy chưa có cái thời gian để mà ngồi sửa lại. Thì cũng có một cách là mình không cần phải sửa cho thật hay, mà chỉ cần là dạng lược bớt những cái chỗ mà mình nói thiếu hoặc là nói gì đó thì mình chỉ thêm bớt chút xíu thôi. Thì may ra có thì giờ, bởi vì nói chung bây giờ thì giờ của thầy là rất ít. Như vậy á là mình có những cuốn sách như thử là Thực Tài Hiện Tiền, rồi cuốn Sống Trong Thực Tài, rồi cuốn Khai Thị đó, rồi có cái cuốn Thư Thầy Trò 1 và 2, và đang bây giờ đang tiếp tục là thêm những cái thư thầy trò mới, đến khi mà có đủ thì có thể thành ra được cái cuốn Thư Thầy Trò 3 hay là 4 sau này tùy theo thời gian. Như vậy thì có thể nói là cái lượng thông tin mà mình học hỏi là cũng khá nhiều. Có người thậm chí là họ chưa gặp thầy bao giờ, ở Canada hoặc là ở Mỹ hoặc là ở Ý, ở Pháp gì đó, họ vẫn có viết những cái thư về để mà trình bày cái chỗ mà họ qua cái nghe cái đọc từ trong cái trang web và trung tâm Hồ Tông. Thì họ vẫn là có người thì là hiểu được cái con đường tu tập, và cũng có người là họ vào được. Vào được tức là như thế này, vào được tức là bây giờ họ trở thấy thành không có vấn đề gì nữa, bây giờ chỉ có sống và chiêm nghiệm chứ không có vấn đề gì để mà phải thắc mắc, vì tất cả mọi vấn đề của cuộc sống nó nằm trong chính cuộc sống của mình. Mình chỉ có chiêm nghiệm để mà học hỏi ra thôi, chứ còn á không phải là mình cần thêm một cái gì mới cả. Cái chân lý nó sẵn có trong tất cả mọi người chúng ta, và nó có sẵn chung quanh chúng ta trong trời đất này. Chỉ có tại mình không biết chiêm nghiệm, mình chỉ lo chạy theo một cái dục vọng cá nhân nào đó, hay là một cái chi kiến, một cái gì đó cá nhân, rồi mình cứ phát triển theo cái hướng cá nhân, cho nên mình tách rời cái chân lý của đời sống. Mà chân lý đó là phổ biến ở trong trời đất này, và nó đầy đủ ở nơi chính mình.
tất cả chân lý đều đã đầy đủ nơi chính mình, chẳng phải sẽ đầy đủ, đã đầy đủ rồi mà mình không thấy đang thôi. Tại sao một người họ có thể ngồi một cái ra liền là tại vì sao? Là vì họ đã thấy ra ở nơi bản thân họ là đã đầy đủ hết rồi, chứ không có thêm bớt. Thì những cái điều mà thầy muốn nói, muốn chứng minh cũng đều muốn nói lên một cái sự thật là tất cả chân lý là mọi người đều có sẵn. Vì vậy cho nên một người giác ngộ không bao giờ nghĩ rằng là mình là hơn người khác, mình giác ngộ cao hơn người khác là chuyện đó không bao giờ có. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra đó là tất cả chân lý đều là bình đẳng như nhau. Một tỷ tỷ năm trước có một người giác ngộ, rồi một tỷ tỷ năm sau có một người giác ngộ, thì họ cũng đều giác ngộ chân lý như vậy. Cho nên chân lý là cái phổ biến đã có sẵn, mà có sẵn đặc biệt là ở nơi bản thân của mỗi người. Ở nơi bản thân của bất kỳ cái gì, chứ không phải là ở trong mỗi người. Đó là cái điều mà kỳ diệu nhất. Ở trong một cái cây, ở trong một viên sỏi, ở trong bất kỳ cái gì cũng đều là chân lý cả. Tại mình đó là Đức Phật Ngài nói là tại vì mình có nhiều bụi trong mắt. Bụi trong mắt tức là cái bụi đó là cái bụi của những phiền não, cái bụi của những cái tư kiến tư dục, của những cái tà kiến, của những cái quan niệm lý luận. Những cái đó nó che lấp đi làm cho mình không thấy sự thật. Mà sự thật đó, đó thực ra nó đơn giản đến một cái độ mà mình chỉ cần buông ra thì chân lý liền lập tức hiện được. Nhưng mà vừa rồi thầy đang viết một cái thư trả lời một người là họ thông suốt hết rồi, nhưng có một cái điều mà vẫn làm chưa được, đó là không buông ra được. Thế thì tại sao lại không buông ra được? Cũng dễ hiểu thôi, không buông ra được cũng không sao, buông ra được cũng được, mà không buông ra được cũng không sao. Chỉ cần người đó biết cách học, biết cách quan sát, biết cách đọc, biết cách lắng nghe thì là có thể là thấy được chân lý một cách dễ dàng, chẳng phải là khó khăn gì cả. Vì vậy cho nên á, cái yếu tố đầu tiên của thiền là mình đang ngồi đây, tất cả chúng ta đang ngồi đây, yếu tố đầu tiên của thiền là biết thư giãn, buông xả, để cho thân tâm nó là như vậy, không có thêm bớt gì cả. Thực ra nếu người nào mà làm được như vậy mà họ ngồi ra thì coi như là xong. Nhưng mà bởi vì mình thì mình buông ra rồi thì có thể là mình tạm thời thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn là lặng lẽ trong sáng, rộng lặng trong sáng. Khi mà mình thư giãn buông xả, không để cho thân tâm làm bất kỳ một điều gì, cái chữ làm này đó là thường hay hiểu lầm. Cái làm của một cái hoạt động là khác, còn làm ở đây là nói về thái độ. Không làm ở đây tức là thái độ vẫn rộng lặng trong sáng. Chứ còn bây giờ mình bưng một cái ghế thì phải là dùng một sức, mình phải đứng tấn lại để mới là đưa cái ghế lên được, thì cái đó là cái làm, đó là một cái làm mà vô vi. Bởi vì cái làm đó là cái làm của cái pháp tự ứng ra, nó là như vậy. Thí dụ như bây giờ giả sử mình đứng như thế này, có một cái vật gì nó đè nặng trên vai mình á, thì tự nhiên là mình phải tự nhiên mình dùng tay mình phải đỡ nó lại. Cái đó là hoàn toàn tự nhiên, tâm vẫn hoàn toàn vô vi, tức là vẫn không làm gì cả. Vì cái làm đó là cái làm của cái ứng ra của pháp. Còn cái chữ mà làm ở đây mà thầy muốn nói không làm ở đây đó là không làm của cái bản ngã. Tức là cái ta của mình đó vẫn luôn luôn là cứ dừng lên một cái ta. Rồi cái ta đó muốn làm thế này, muốn làm thế kia. Mà cái ta đó muốn làm cái này cái kia để đạt được cái này cái nọ đó, chính cái ta đó mới làm mất đi cái sự sáng trong sáng của pháp, của tánh biết đã có sẵn ở đây mọi người. Vì vậy cho nên đó,
Sáng nay nói chuyện trong buổi trà đạo, thầy có nói cái câu là chân bất lập vòng bụng vô. Đó là một câu nói trong thiền, đó là chân bất lập vòng bụng vô. Thì thường thường mình nó lại là cố gắng để mà tu tập, cố gắng để mà rèn luyện, cố gắng để làm cái này cái kia đủ thứ để mà đạt được cái chân. Thì bây giờ thầy hỏi này, cái chân đó là thật hay là không thật? À, thật ra cái chân đó là cũng là vọng, bởi vì cái chân đó là cái mà ảo tượng của mình đưa ra, ảo tượng của mình đưa ra để mà đạt đến, thì nó vẫn là vọng. Thành ra nếu mà chân mà lập á là sai. Cho nên chân bất lập, bởi vì chân là không thể lập ra được. Chân là từ nó, cái chân là nó đã có sẵn. Cái chân lý, cái thực là nó đã có sẵn, nó không thêm bớt, nó cứ cái chân nó vẫn là cứ mãi mãi là chân. Cho nên nếu mà mình khởi cái bản ngã của mình khởi lên ý là muốn lập ra một cái chân nào đó thì đó chính là vọng. Đây là một điều hết sức quan trọng. Thường á thì mình cứ nghĩ rằng là mình phải cố gắng, mình phải rèn luyện, mình phải luyện tập, mình phải ngày đêm là phải gọi là tích cực miên mật gì đó để đạt được một cái gì đó. Thực ra đó chính là con đường đưa đến luân hồi sinh tử. Mà mình phải thấy rằng là tất cả những cái mà mình muốn lập ra, mình muốn tạo tác để trở thành, tất cả những cái mà mình muốn tạo tác để trở thành đều là thập nhị nhân duyên. Nguyên nhân của tạo tác để trở thành đó là vô minh và ái dục. Vô minh tức là không thấy sự thật, và ái dục là tham và sân. Ái dục chính là tham và sân. Tức là thế này, bây giờ mình đang đứng đây, lẽ ra là mình là trọn vẹn để mình thấy ra cái này, tức là nó là chân rồi, nó đã trọn vẹn rồi, lẽ ra là mình chỉ cần buông ra thì ngay đó là mình thấy sự thật. Thì mình lại không làm như vậy, mà mình lại là thích cái này, thích một cái gì đó, mà cái đó thì lại là cái chưa phải thực, phải không? Mình thích Niết Bàn. Niết Bàn là một khái niệm hoàn toàn không có thực. Bởi vì sao? Bởi vì buông khái niệm đi thì lập tức đó là Niết Bàn. Nhưng mà mình đã khởi lên một cái khái niệm về Niết Bàn để mình đạt tới, tức là nó đã vòng rồi. Cho nên Niết Bàn là một khái niệm hoàn toàn không có thật. Nhưng mà phải nói thêm một câu nữa, trong thôi để người ta nói là mình bác Niết Bàn. Nói thêm một câu nữa là nhưng buông đi cái khái niệm Niết Bàn đó thì ngay đó là Niết Bàn. Cho nên á, khi mình muốn đạt được Niết Bàn thì mình liền cho rằng là đây không phải là Niết Bàn, cho nên phải làm thế nào để mà đuổi cái này trở thành Niết Bàn. Do đó khi có vô minh ái dục thì có ái thủ hữu để trở thành. Mà có ái thủ hữu để trở thành tức là luân hồi sinh tử, tức là phiền não khổ đau. Quá rõ ràng đó là cái điều mà Đức Phật Ngài nói rất rõ ở trong thập nhị nhân duyên. Vì vậy cho nên là chân bất lập, tức là không có lập ra cái chân, không có cố gắng tạo tác để tạo ra cái chân được. Và bây giờ chỉ còn một điều, đó là làm sao mà dẹp vòng đi. Nhưng mà dẹp vòng đi cũng là sai luôn. Bởi vì sao? Vòng nó đâu có thật. Vòng là ảo, làm sao có thật? Cho nên á, nên mình nói là vòng bụng vô. Mà Đức Phật Ngài rất đơn giản, bằng một cái pháp rất đơn giản, là Đức Phật Ngài nói trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại,
có nghĩa là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Với cái gì? Với thân, với thọ, với tâm, với pháp đang toàn vẹn đứng đây, đang toàn vẹn ngồi đây, chứ không phải là ở đâu khác. Tất cả chúng ta đang ở đây này, đang đứng đây, đang ngồi đây, tất cả đều đang toàn vẹn như nó là, không có thêm bớt gì hết. Thì á, bây giờ mình thấy này, cái chân á là cái đã có sẵn, tại mình không thấy ra thôi, chứ không cần phải lập ra. Còn vòng á thì vốn không có, bởi vì nếu mình ngồi mà mình thực ra mình buông ra, mình hoàn toàn thư giãn buông xả, hoàn toàn để thân tâm nghỉ ngơi, thì lúc đó vòng ở đâu mà khởi lên? Thì lúc đó vòng cũng không có, mà chân cũng không cần lập. Thì nếu như một người mà họ có thể vào đó, ngay ở đó họ thực chứng và không còn phải thêm bớt gì nữa, thì người đó gọi là người đã chứng ngộ. Cho nên là cái yếu tố mà đầu tiên của thiền là thư giãn buông xả và để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự. Khi mà thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự thì lúc đó đó là tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Cái tâm rộng lặng trong sáng mới là quan trọng, chứ không phải là cái trạng thái lúc bấy giờ là mình đang bình hay là mình đang mạnh khỏe, mình đang thành công hay là mình đang thất bại, mình đang hạnh phúc hay đang đau khổ. Cái đó chỉ là trạng thái. Tất cả trạng thái thực ra ở trong cái sự rộng lặng trong sáng, trong thái độ rộng lặng trong sáng, thì tất cả những trạng thái cũng vẫn là bình đẳng luôn. Tại vì sao? Tại vì mình chọn lựa cái này là thành công, còn cái kia là thất bại, cho nên mình mới là tách cái thất bại ra, mình mới chỉ giữ lại cái thành công thôi. Có nghĩa là mình chia cái cuộc đời này ra 2-3 mảnh, người ta gọi là phân chia manh mún. Phân chia manh mún tức là người thì thích cả này, người thì thích ngã kia, cho nên thì thích ngã kia thì ghét ngã nọ, thì cứ như vậy mà làm cho cuộc đời trở nên là xáo trộn, rồi chống đối, rồi phiền não đủ thứ. Chứ thực ra đó, nếu bây giờ này ở đây mình có bao nhiêu người đây, mình đang ngồi đây, người nào đang ngứa thì cứ ngứa, người nào đang đau nhức thì cứ đau nhức, người nào đang thấy mát mẻ thì cứ mát mẻ, người nào thấy nóng thì cứ thấy nóng, tức là nó như thế nào thì cứ là như vậy thôi, mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng, vẫn thư giãn, vẫn buông xả, vẫn để cho thân tâm hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Không có nói đó là tốt là xấu, không có nói đó là hay là dở gì cả, không cần thêm cần bớt gì cả, nói như thế nào thì nói như vậy thôi, thì ngay đó là niết bàn. Chứ đâu phải là niết bàn là phải cái ở đó là phải là điều kiện là phải thế này hay thế kia đâu. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài đã định nghĩa niết bàn rất đơn giản, đó là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Tức là khi không còn cái bản ngã mà khởi lên mà muốn là phải thế này, phải thế kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ, thì niết bàn chứ niết bàn gì nữa. Niết bàn chính là tâm rộng lặng trong sáng, chứ không phải niết bàn là trạng thái tốt, trạng thái xấu, là nghèo hay là giàu, là thành hay là bại, là được hay là mất, là hơn hay là thua. Nhưng mà nó có một cái điều này là một cái điều kỳ lạ. Chính cái cuộc đời này luôn luôn có những cái mặt đối nghịch, tức là có được, có mất, có thành, có bại, có hơn, có thua, có vui, có khổ, có đen, có trắng, có cao, có thấp, có ngày, có đêm. Có nghĩa là ngồi bây giờ mình kể hoài là không bao giờ hết. Nhưng mà chính cái đó để làm gì? Mình lấy một cái con người nộm, mình làm con người bằng nộm, bằng sắt, bằng chì, bằng gan gì đó chẳng hạn vậy, mình để cho nó đi qua một sợi dây, không bao giờ nó đi được. Sợ gì một người đi qua sợi dây mà họ xiềng họ đi rất giỏi là bởi vì sao? Là bởi vì nghiêng qua bên này cái rồi nghiêng qua bên này cái rồi nghiêng qua bên này cái,
thì như vậy họ mới giữ được thăng bằng. Còn nếu như một cái người nồm mà cứ đi thăng bằng, ví dụ như một người đang siết ở trên cái sợi dây ấy, mà giả sử mình điện việc hòn cái cho họ đứng ngắt cái, bảo đảm té lập tức. À, cái cuộc đời này hay ở cái chỗ là nhờ có cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái tánh, cái đen, cái cao, cái thấp, tất cả những cái thứ đó, cho nên mình mới giác ngộ được, cho nên mình mới có thể có được cái rộng lặng trong sáng. Và cái cuộc đời này nó cái tuyệt diệu. Cuộc đời này có người nói là thầy nói là cuộc đời này là màu nhiệm, là tuyệt vời. Sao con không thấy tuyệt vời chỗ nào hết trơn? Tại vì con cứ nghĩ tuyệt vời đó, tức là ở trong đó là phải là hoàn toàn như thế nào đó, như thế kia, cho nên con không thấy như vậy, con mới thấy không tuyệt vời chứ. Thế còn nếu như con chấp nhận tất cả mọi cái sự kiện giữa cuộc đời này nó là như vậy thì nó tuyệt vời ngay. Bởi vì khi mà con đã có thể chấp nhận được cuộc đời nó là như vậy, mà nó có trắng có đen như vậy, cho nên nó mới là mình mới giữ thăng bằng được. Cái thăng bằng đó chính là cái mà thư giãn buông xả rộng lặng trong sáng. Chỉ có cái thư giãn buông xả rộng lặng trong sáng đó thì mới có thể là không còn thấy là bên này bên kia. Một người cứ sống hoàn toàn tự nhiên, không cần thêm bớt gì cả, bảo đảm đến niết bàn. Cái này không phải thầy nói mà Phật nói. Có một hôm A Nan cùng với đại chúng đi theo Đức Phật đi ngang tới một cái dòng sông, thì thật là đang dừng bên cái dòng sông để mà đợi đò cái gì đó. Thì A Nan mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, như chúng con tu như thế này thì là khi nào thì tới niết bàn? Thì Đức Phật ngài nói như thế, ngài thấy giữa dòng sông có một cái khúc củi nó đang trôi. Thì Đức Phật ngài nói thế này: nếu như khúc củi này đó mà nó không tấp vào bờ bên này, nó không tấp vào bờ bên kia, nó không bị mắc cạn, nó không bị tự mục nát đi, hoặc là không bị ai vớt đi khỏi cái dòng sông này, thì cứ để tự nhiên là nó sẽ ra biển. Bảo đảm là cứ để tự nhiên thôi là niết bàn liền á. Tại vì sao vậy? Tại vì cái cuộc đời này dù cho mình để tự nhiên thì cuộc đời này nó cũng sẽ giúp cho mình pháp á, nó cũng sẽ giúp cho mình là không tự nhiên cũng phải cuối cùng cũng phải không tự nhiên. Vì cái cuối cùng là phải, ban đầu là anh không tự nhiên, anh muốn cái này anh bỏ cái kia, tức là anh không tự nhiên, rồi cuối cùng á anh cũng phải tới tự nhiên rồi anh mới tới niết bàn được, chứ không có cách nào khác. Cứ việc tôi như cục gỗ thôi, miễn sao đừng tập bờ bên này, tập bờ bên kia, đừng có bị chìm đắm, đừng có bị mục nát, hay là đừng có bị vớt đi. Chấp vào bờ bên này và vào bờ bên kia là tức thế này, lẽ ra mình đang đứng đây, nhưng mà lại mình muốn được đạt được cái này, còn bỏ cái kia đi. Giờ là mình lựa chọn, là mình bỏ cái này lấy cái kia, cho nên là mình bị tấp bên này, tấp bờ bên kia. Thứ hai là mình bị chìm đắm. Chìm đắm tức là mình bị mắc cạn, mắc kẹt, mình bị bám víu vào một cái gì đó, bị nắm giữ vào một cái gì đó. Ví dụ như một người đắc thiền định là bị kẹt vô thiền định, một người có tài tình danh lợi gì đó đang kẹt vào tài tình danh lợi đó, người nào đang bị ở cái tình trạng gì đó thì bị kẹt vào tình trạng đó. Tức là mình, cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng là không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Cho nên nếu mà nương tựa bám víu thì bị mắc kẹt, bị mắc cạn liền, không bị mục nát. Không bị mục nát tức là không bị hủy hoại bản thân mình. Hủy hoại là bằng, cũng là bằng chính cái tham, cái sân, cái si đó mà hủy hoại chính mình. Hồi nãy thầy có nói một cái mà thầy nói nửa chừng, mà hình như là thầy mặc đi đâu đó cho nên rồi thầy cũng không nói tiếp. Thầy nói là tại sao mà mình lại vô minh ái dục, là bởi vì mình cứ thích cái này, mình ghét cái kia, cho nên mình
loài muốn loài cái này, mình muốn giữ cái kia. Thì cái do cái mà mình cứ chạy ra ngoài để mà muốn đạt được cái này, muốn bỏ cái kia, cho nên mình không thể nào mà tròn vẹn để mà thấy ra được cái thực tại. Không thấy ra thực tại đó là vô minh. Còn muốn cái này, muốn bỏ cái này, muốn được cái kia, đó là ái dục. Thì vì vậy cho nên nó mới là một cái quá trình trở thành. Giờ thầy nói lại cái cũ là cái khúc gỗ đang trôi như vậy, nên bây giờ nó bị mục nát, tức là ví dụ như là một người là chỉ biết ăn chơi, chỉ biết là sống là thụ hưởng, chứ còn không hề là thấy ra được cái mà mình đang sống đây là một cái mà cái vẻ đẹp tuyệt vời của trời đất gì cả, không thấy ra được cái chân lý gì cả, mà chị sống là chị biết ăn, chị biết nhậu, chị biết ngủ, chị biết sống như vậy đó, thì mục nát bên trong. Vì làm như vậy là mình tự hủy hoại mình rồi chứ ai. Mình làm cho mình đau gan đau ruột, làm cho mình căng thẳng nhức đầu gì đủ thứ, nên là mình tự tạo ra cái đó, cho nên mình tự lực làm mục nát bên trong. Còn á, ai đố ai biết bị vứt đi là cái gì? Bị vứt đi chính là mong muốn được đạt đến cái này, được đạt đến cái kia, muốn lên thiên đàng, muốn tới nước bàn. Đó là vứt ra khỏi cái thực tại chứ gì nữa, phải không? Tức là mình chạy trốn khỏi cái thực tại, mà trong lúc nơi thực tại vốn đã là đầy đủ hết rồi, mà không chịu nhìn lại cái thực tại đó, mà bây giờ cứ nghĩ tới những là thiên đàng, nghĩ tới rồi những cái hạnh phúc, những cái an lạc, những cái cõi gì đó đại khái vậy, mà trong đó là có cả niết bàn nữa. Trong cái danh sách đó là có cả niết bàn nữa, đều là những cái mà bị vứt đi. Bởi vì niết bàn là tại đây rồi bây giờ, cho niết bàn là khi mà mình không còn cái bản ngã tham sân si nữa, thì lúc đó là niết bàn. Cho nên là chân bất lập, tức là không lập ra cái chân nào cả, không tạo ra, không xây dựng nên bất kỳ một cái chân nào cả. Còn vọng á, thì thực ra nếu mà mình nhìn cho kỹ á, nhìn lại thân này, nhìn lại thọ này, nhìn lại tâm này, nhìn lại pháp này, tức là nhìn lại để xem nó như nó là thôi. Chứ còn mình á, thì mình không chịu để nó là đâu. Mình nói thân tôi, cảm giác của tôi đau, tôi mát, tôi hạnh phúc, tôi an lạc, tức là cứ xem tôi vào đó. Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, tức là vẫn cứ xem cái tôi vào đó, chứ không phải là thân như nó đang là, cái thò như nó đang là, tâm như nó đang là, và pháp như nó đang là. Vì vậy cho nên là mình luôn luôn là mình gắn vào ở đó cái vô minh và tham ái, hay là nói một cách khác là gắn vào đó một cái ta ảo tưởng, để rồi là mình muốn cái này, giữ cái này, bỏ cái kia, và cứ như vậy mà mình trở nên bất an và đau khổ. Chứ không phải là chẳng có bất an đau khổ ở đâu hết trơn á, không cần đâu hết trơn á. Tất nhiên là một khi mình đã bất an đau khổ ở đây, thì mình sẽ trở thành cái bất an đau khổ ở địa ngục, ở ngạ quỷ, ở súc sinh. Nó có thể có. Nhưng bây giờ khoan nói cái chuyện đó, bây giờ mình thấy ra trước mắt là khi nào thì là thực sự bất an và đau khổ. Cái đó mình phải khám phá ra chứ. Bây giờ mình ngồi đây, chính cái bất an và đau khổ đó, nó báo động để cho mình thấy rằng là mình đã không chịu buông ra để mà thấy sự thật như nó đang là. Đơn giản chỉ vậy thôi. Đơn giản là mình chưa chịu buông ra để thấy pháp như nó đang là. Mà mình á, mình này, mình luôn là có những điều này, cho là rồi á thì phải là, cho là
xong rồi mình phải là khi mà mình đã cho là như vậy rồi á, mình cố gắng dùng ý chí, dùng lý trí, dùng mọi hình thức để làm cho được, phải được như vậy, cho nên là phải là. Nhưng mà phải là thì cũng phải là sẽ là, chứ không thể nào mà đang là được. Bởi vì mình cho nên là mình đã cho là thì nó phải là, phải sẽ là, mà cho là phải là sẽ là thì đã đánh mất cái thực tại như nó đang là. Tức là đi tìm niết bàn bằng cách đánh mất niết bàn đang có. Người ta nỗ lực đi tìm niết bàn, nỗ lực đi tìm thiên đàng, nỗ lực đi tìm hạnh phúc, thực ra là để đánh mất cái niết bàn, cái thiên đàng, cái hạnh phúc mà mình đang có. Tất nhiên không phải ở trên cái trạng thái, mà là ở nơi thái độ. Quý vị nhớ cho kỹ nữa, nhớ cho kỹ là ở thái độ chứ không phải là ở trạng thái. Trạng thái có thể khổ, ví dụ như một vị A-la-hán mà là thân bị ghẻ lợ, bệnh đau đớn nhức nhối vô cùng. Nhưng mà khi Đức Phật ngài hỏi, và vì đó qua những câu hỏi của Đức Phật, vì đó thấy ra được cái thân này, cái tâm này, tất cả mọi thứ này là vô thường, khổ, vô ngã, thì vì đó cũng đắc đạo quả. Như vậy cái đắc đạo quả này, cái niết bàn này là nó ở ngay lên một cái thân mà đầy cả ghẻ lợ, chứ không phải là ở trong một điều kiện mà toàn vàng rồng, không phải là điều kiện toàn vàng rồng mà là một điều kiện mà hôi thối, hôi hám. Nhưng mà cái hôi hám đó nó, bây giờ cho dù mình có thành Phật đi nữa thì cái xác thân nó cũng là, nếu để ra thì nó cũng tan rã thôi. Cái điều đó nó đâu có quan trọng, vì đó, cái đó là trạng thái. Còn cái niết bàn là ở thái độ chứ không phải ở trạng thái. Như vậy thì thế này, niết bàn là một thái độ rộng lặng trong sáng, có thể ở trong bất kỳ trạng thái nào. Quý vị ghi nhớ cái câu đó dùng, chứ không phải niết bàn là một trạng thái lý tưởng mà ở đó có thường lạc ngã tịnh, không phải vậy. Mà niết bàn là một thái độ rộng lặng trong sáng, để có thể ở trong bất kỳ trạng thái nào, dù là trạng thái khổ cũng vẫn niết bàn, dù là trạng thái sung sướng cũng vẫn là niết bàn, dù là đang thành công, đang thất bại, đang thế nào cũng đều là niết bàn hết. Cho nên xếp niết bàn là thái độ chứ không phải trạng thái. Vì vậy cho nên nó khỏi cần phải làm gì cả. Thế còn nếu mà trạng thái thì mình phải thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái kia đó, thì chắc chắn là phải có một quá trình thời gian. Còn cái mà thay đổi, buông bỏ trong thái độ đó thì không có thời gian. Hết quay lại là thấy ngay, Ehipasiko là trở lại mà thấy, thì Sandipiko là thấy ngay, Akaliko không qua thời gian, Upanayiko ngay trên chính thực tại đó, Pachatang Veditabo Pinyui thì mọi người từ chứng ngộ liền, chứng ngộ ngay trên cái thực trạng đó. Và có nhiều người đã làm được chuyện đó. Có người đang bệnh thì chính trong cái cơn bệnh đó nó bỗng nhiên buông ra, không còn có cái ta mà trong đó để mà nói là tôi bệnh hay là tôi khổ hay tôi gì cả, thì liền cảm thấy rằng là lúc đó hoàn toàn là nhẹ nhàng thanh thoát. Thì té ra đó là mình tự cột trói mình vào trong cái trạng thái mà bệnh, cho nên mình thấy là khổ. Bệnh có thể là đau nhưng mà không phải khổ. Nhưng mà đau hay là không đau á là cái trường đó, cái đau cũng là một cái tốt. Bởi vì nếu mình không đau thì mình làm sao mà mình biết được là mình đang bị cháy tay ở trong cái đống lửa. Mình bỏ tay vô trong lửa mà nó đau rồi mình giật ra đó chứ. Chứ còn không, mà nếu mình không biết đau thì mình cứ không có hoài mà nó cháy cái tay mất rồi còn gì. Cho nên đau là tốt quá. Cho nên thầy mới nói rằng là bây giờ thử coi, giả sử như một người nào đó mà tự nhiên mất cái đau,
bây giờ ai véo ai chích làm gì cũng đau hết trơn á, bảo đảm là đi nhà thương ngay. À, chứ không đau đâu phải có phải hay ho gì đâu, đau mới là hay chứ, chứ không không đau mới là mệt đó. Đó, giả sử như mình bản thân mình bây giờ ai làm cái gì béo thì làm gì cũng đau nữa trơn rồi, là lo mà đi nhà thương một triệu liền đi cho nó để cho nó đau lại. Mình lại không biết được cái giá trị của cái đau đó, thành ra mình đi khổ. À, thấy đau cái là khổ, cho nên là muốn đừng có đau chứ. À, thì chính cái thái độ chọn lựa cái đau với không đau đó đó mới là khổ. À, không có thấy ra chỗ đó. Bữa nay quên đem cái đồng hồ. Để có thể dừng lại ngang đâu để hỏi cho biết bữa nay á. Bữa nay là thầy cho hỏi nhiều hơn. Để thời gian để hỏi nhiều hơn. Bởi vì hỏi á là nó mới là đi vào thực tế của mỗi người. Thật ra không phải là tu mà là thấy ra để mà gỡ cái kẹt, chứ không phải là tu. Tu là gì? Tu là thấy ra để gỡ cái kẹt, tức là mình cứ dính kẹt ngã này, mình dính kẹt ngã kia, mình dính kẹt ngã nọ, cho nên bây giờ đừng có kẹt đâu cả thì nó sẽ trôi ra nước bàn. Cho nên nếu là ăn thua là mình gỡ kẹt thôi, chứ không phải tu gì cả. Bây giờ ai có hỏi gì không? Hỏi đi. Trước khi hỏi, thầy nhắc lại cái điểm chính của buổi hôm nay. Cái điểm chính của buổi hôm nay đó là thực ra ở nơi mỗi người vốn đã là hoàn hảo rồi. Nếu như mà không khởi lên một cái vòng đồng mà tham muốn gì hết trơn á, thì tự nhiên nó đã là hoàn hảo rồi. Nhưng mà mình không nhận ra được cái sự hoàn hảo đó, cho nên mình mới đi tìm cái sự hoàn hảo. Chính cái khởi lên cái tìm hoàn hảo đó mới đưa đến cái luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Vì vậy cho nên á, thôi thì đó cũng là tự nhiên. Thực ra đó cũng là tự nhiên. Tức là nếu mình khởi tham thì mình cứ tham đi. Cứ khởi sân thì cứ sân đi. Rồi thì là tham sân nó sẽ là cho mình cái bài học nhân quả để mà thấy ra. Thì thôi vậy cũng được, không sao, nó cũng tốt. Nhưng mà nếu như người nào mà biết cách học hay là biết cách buông ra, thì mình có thể là mình thấy được pháp một cách rõ ràng dễ dàng hơn. Tất nhiên ở đây đó là mình muốn bắt tất cả mọi người, bởi vì những người mà đến đây ngồi đây là phải có duyên thì mới đến ngồi đây. Chứ bây giờ ra ngoài đường mình nói là họ đập cho chết á. họ nói cái tự nhiên cái người buông ra, anh ta đây muốn chạy tới đi muốn kiếm tiền muốn chết mà để buông ra. Mà thiệt ra thì đúng ra là lúc đó mình nói dạ xin lỗi cứ đi kiếm tiền đi. Mình nói vậy là đúng, hoàn toàn đúng đạo á, chứ không phải sai đâu á. Tại vì họ đang kiếm tiền thì cứ để họ kiếm tiền thôi chứ. Họ đang học cái bài học, cái đau khổ của tham sân si là sao? Nhưng nào họ học xong rồi đó họ mới buông được. Còn bây giờ chúng ta đến ngồi đây tức là phải nói rằng là có duyên, có trình độ để mà buông được rồi. Cho nên thầy mới nói buông. Vậy thì đơn giản như thế này, khi nào muốn làm thì cứ làm. Muốn làm gì đó thì cứ làm, nhưng mà cứ thử là lúc nào đó buông ra được thì buông. Ví dụ như thế này, mình đang đi thì buông là cũng phải buông cái gì cả, đang đi thì cứ tiếp tục đi, cái buông cứ đứng lại sao. Cho nên là đi thì cứ đi, nhưng mà trong khi đang đi đó là buông, lại buông thái độ tâm. Tức là nếu như mình đang đi mà mình lại cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, bây giờ cũng biết giá vàng bao nhiêu rồi, cái gì đó cứ nghĩ lung tung như vậy hết, thì cái đi của mình nó không tròn vẹn. Cho nên bây giờ trước mắt á, khi mà mình đi đó đó, mình không tròn vẹn với cái đi. Cho nên đừng có nói chuyện niết bàn là gì mất công, chỉ nói rằng là nếu mình không tròn vẹn được với mình tại đây và bây giờ hết, thì mình không hưởng được cái sự an lạc của nó. Chứ chưa nói chuyện niết bàn là gì xa xôi. À, thầy nói là để cho đừng có tham vọng muốn niết bàn rồi gì thôi. Chứ còn á, thực tế là bây giờ mình buông ra thì mình thấy rất là khỏe,
trước mắt á, bây giờ mình làm việc mệt nhọc, công việc cái chuyện đó là mình ở trong cuộc đời này thì mình phải là làm những việc đó rồi. Bây giờ đã có chồng, có vợ, có con rồi thì không thể nào mà buông ra được. Mình phải lo cho đàng hoàng, cho không thể nào buông được. Nhưng mà buông là buông, tới đây là buông cái thái độ. Nhưng mà cũng có một lúc mình làm thì làm, nhưng mà cũng có một lúc mình buông ra được. Mình thử buông ra. Buông ra để mà tròn vẹn mất đi cái tính toán lăng xăng đủ thứ hết đó. Đó. Nhưng mà thực ra cái khi mà mình buông ra như vậy á, khi mình buông ra như vậy á thì cái thân tâm của mình nó sẽ là ổn định trở lại, nó sẽ là người ta gọi là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi đó, tức là lúc mà mình mà cái tâm mà nó nhẹ nhàng thanh thoát, tự nhiên cái nội lực của mình nó sẽ là phục hồi lại. Thay vì mình căng thẳng, thay vì mình mệt mỏi, thay vì mình bị là tiêu hao năng lực, thì bây giờ là mình cảm thấy người nó sảng khoái hơn, khỏe ra hơn, ổn định hơn, bớt căng thẳng đi. Thì bây giờ Phan nói chuyện to lớn. Nói như vậy thôi là mình đã thấy là có cái lợi ích rồi. Cho nên đầu tiên á, cái yếu tố đầu tiên của thiền là để giúp mình ổn định, cho dù mình đang là ở trong cuộc đời đầy cả những cái xáo trộn thì mình cũng biết cách ổn định ở trong đó. Còn nếu như người nào mà biết ổn định quen rồi đó, thì lúc đó là vào trong xáo trộn thật nhiều cũng không sao. Càng vào trong xáo trộn đó, khi nào là họ lại càng giữ được thân bằng nhiều trong đó. Cho nên thực ra không phải là mình trốn chạy cuộc đời, không phải là mình tránh đi những cái mà là cái công việc này nọ, không phải vậy, mà là mình sẽ vẫn ở trong đó. Chính là khi mình buông ra, thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn, để mình lấy lại nội lực, để mình biết cách giữ thăng bằng, để mình có thể sống những cái điều kiện khó khăn hơn, nghiệt ngã hơn, mà mình vẫn là sống một cách là tự tại vô ngại. Như vậy thôi. Vì vậy cho nên á, các vị nhớ ha, bây giờ là mình sẽ làm như thế này. Tức là mỗi buổi nói chuyện như vậy á, thầy sẽ nói một yếu tố. Và trong quá trình từ đây tới tuần sau thì mình sẽ về là chiêm nghiệm, hay là mình thể nghiệm cái yếu tố đó. Yếu tố này thì ai cũng có sẵn trong người, chứ không phải vay mượn nên thầy để thầy đưa, mà ai cũng có hết trơn á. Cho nên là cứ về mà là đem mà sử dụng thôi. Đó là cái yếu tố thư giãn buông xả cho cái tâm rộng lặng trong sáng. Mình đang đi cũng thư giãn buông xả. Khi mình thư giãn buông xả thì là thầy sẽ, sau đó thầy sẽ nói thêm những yếu tố. Mỗi tuần thầy sẽ nói thêm một yếu tố để bổ túc vào cái mà thật ra không phải bổ túc, là để thêm vào. Bây giờ mình chỉ thư giãn buông xả thôi thì tự động nó sẽ có những yếu tố đó. Nhưng nếu mình thư giãn buông xả rồi thì tuần sau thầy nói một cái là sẽ hiểu ngay. Sẽ hiểu ngay là mình sẽ thêm cái gì vô, mà không phải thêm, mà nó đã có sẵn rồi. Nhưng mà mình thấy ra rõ thêm những yếu tố khác. Thì cái yếu tố mà hôm nay mình nói đó là mình sống dù là đang làm trong công việc gì đó, hoặc là mình làm công việc mệt nhọc rồi, bây giờ mình ngồi lại một chút để mình thư giãn cho cái thân nó thoải mái ra, và buông xả để cho cái tâm nó nhẹ nhàng thanh thoát. Vậy thôi. Yếu tố thiền đầu tiên mà chúng ta sẽ thực tập trong tuần tới cho đến chủ nhật tới. Thế các vị thường hay nói là thầy nghe giang không, cho thầy cũng có nói mình tập cái gì hết trơn. bây giờ có trường để tập rồi đó. Bây giờ là cứ về là cứ đừng có làm gì hết đó, chỉ cần là ý thức được cái chuyện là mình buông xả, thư giãn buông xả, đừng có làm cái gì mà nó quá là căng thẳng, đừng có rơi vào cái căng thẳng, đừng có rơi vào cái mâu thuẫn, cái mà mình mà dao động quá nhiều. Mình phải biết thư giãn buông xả ra.
xin mời.